Thưa quý vị, tất nhiên tiếng hát của chị Khánh Ly thì hai nhà quê hương, nhưng giọng hát của cô Khánh Ly đã gợi lại những kỷ niệm thơ ấu của Duy Trường, giống như là những lúc trẻ mà được mẹ ru mình. Người thứ hai, 510, 512, 5942. Cảm ơn ha. Thưa quý vị, giải thứ ba là điện thoại số 408-964-8371. Bây giờ số kế tiếp 408-826-1558. 408 San Jose. Thưa quý vị, số kế tiếp là 510-471-7139. Và có lẽ mình đã tìm được người thắng cuộc rồi. Coi xem trong này có tiền thật không. Trọng thông báo cùng quý khách hàng. Quý vị thay đến với anh, dù quanh đây bóng đêm, đêm âm u và nụ hôn cũng giá băng, tình yêu ta luôn chân thành, xua tan nghi ngờ và cùng đi với ta. Chiều thiên đen tươi mở và tình yêu ta đã trao từng nụ hôn khát khao, sẽ cho quên đi tháng năm. Chỉ mình em trong trái tim, một mình em trong trái tim. Chẳng thể cho em ánh dương, cho em ban mai, nhưng em ơi hãy tin, em yêu ơi hãy tin rằng anh yêu em, tình yêu thiên thu. Send me an angel, send me an angel right now, right now. Ngày chi hỡi em, vì nơi đây xa vắng, tiếng chào em nguyên vẹn. Cho em ánh dương, cho em ban mai, nhưng em ơi hãy tin, xin em ơi hãy tin rằng anh yêu em, tình yêu thiên thu. Cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi đã ủng hộ DVD chính gốc trọn bộ phim Lý Sa Phong Ba Chốn Cung Đình. Trong tháng này, chúng tôi sẽ phát hành bộ phim Phía Đông Vườn Địa Đàng, East of Eden. Tình phản đồ đã phản ma tao. Phía Đông Vườn Địa Đàng là bộ phim có mức kinh phí đầu tư cao nhất từ trước đến nay của đài truyền hình FBC. Với dàn diễn viên toàn sao, quay hình tại những sông bài sắc đỏ bậc nhất tại Macau, Hồng Kông, v.v. dàn dựng trong những phim trường rộng lớn, xuyên suốt qua nhiều thời kỳ của đất nước Hàn Quốc, với nhiều cảnh quay hành động quy mô đẹp mắt, bộ phim ly kỳ hấp dẫn với sự diễn xuất của những diễn viên nổi tiếng, phim được lồng tiếng hoàn toàn tại Hoa Kỳ. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ phim gốc với chất lượng hình ảnh âm thanh rõ ràng, có bán tại các đại lý trong vùng hoặc gọi 1888-848-3942, 1888-848-3942. Huy Kim Studio, nơi gặp gỡ của các ngôi sao.
Như Loan thường thường tới đây để cắt tóc. Và ví dụ như nếu mà cần đi tiệc hay đi đâu đó thì Như Loan đến đây để chải tóc. Giống hôm nay tí nữa Như Loan đi chơi thì Alex cuốn tóc cho Như Loan. Chỉ là phải chải thẳng mà để giữ cho cọng tóc nó khỏe mạnh, healthy, Loan cũng vẫn phải đến Le Brian. Khi đi show hoặc là đi tiệc tùng gì thì Ngọc Liên cũng đến Le Brian làm tóc. Kính chào quý vị, Linda đang ngồi ở tiệm tóc Le Brian. Đây là một tiệm tóc mà Linda thường xuyên hay đến, tại vì Linda rất là thích tiệm tóc này. Và đây là một nơi mà rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ cũng đến. Mỗi lần qua đây là đều tới đây để cắt tóc, tại vì các anh ở đây biết chú ý vụ muốn tóc của mình ra sao. Người đẹp cần làm đẹp hãy đến Le Brian Salon. Nghệ sĩ kịch hài Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị vợ bi hài kịch xã hội, mẹ và người tình. Sau đây là một trích đoạn của vở bi hài kịch thật xuất sắc này. Mẹ xin lỗi các con nhé. Vừa rồi mẹ làm một cái điều chưa bao giờ mẹ làm. Mẹ đứng ngoài cửa, rình nghe các con nói chuyện về mẹ, để mẹ hiểu được là các con nghĩ gì về mẹ, nói gì về mẹ, và làm những gì để đối kháng với mẹ. Như Loan thường tới đây để cắt tóc. Và ví dụ như nếu mà cần đi tiệc hay đi đâu đó thì Như Loan đến đây để chải tóc. Giống hôm nay tí nữa Như Loan đi chơi thì Alex cuốn tóc cho Như Loan. Chỉ là phải chải thẳng mà để giữ cho cọc tóc nó khỏe mạnh hơn thì Loan cũng vẫn phải đến Le Brian. Khi đi show hoặc là đi tiệc tùng gì thì Ngọc Liên cũng đến Le Brian làm tóc. Kính chào quý vị, Linda đang ngồi ở tiệm tóc Le Brian. Đây là một tiệm tóc mà Linda thường xuyên hay đến, tại vì Linda rất là thích tiệm tóc này. Và đây là một nơi mà rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ cũng đến. Mỗi lần qua đây là đều tới đây để cắt tóc, tại vì những anh ở đây biết chú ý vụ muốn tóc của mình ra sao. Người đẹp cần làm đẹp hãy đến Le Brian Salon. Nghệ sĩ kịch hài Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị vợ bi hài kịch xã hội, mẹ và người tình. Sau đây là một trích đoạn của vở bi hài kịch thật xuất sắc này. Mẹ xin lỗi các con nhé. Vừa rồi mẹ làm một cái điều chưa bao giờ mẹ làm. Mẹ đứng ngoài cửa, rình nghe các con nói chuyện về mẹ, để mẹ hiểu được là các con nghĩ gì về mẹ, nói gì về mẹ, và làm những gì để đối kháng với mẹ. Và ví dụ như nếu mà cần đi tiệc hay đi đâu đó thì Như Loan đến đây để chải tóc. Giống hôm nay tí nữa Như Loan đi chơi thì Alex cuốn tóc cho Như Loan. Chỉ là phải chải thẳng mà để giữ cho cọng tóc nó khỏe mạnh, healthy, Loan cũng vẫn phải đến Le Brian. Khi đi show hoặc là đi tiệc tùng gì thì Ngọc Liên cũng đến Le Brian làm tóc. Xin chào quý vị, Linda đang ngồi ở tiệm tóc Le Brian. Đây là một tiệm tóc mà Linda thường xuyên hay đến, tại vì Linda rất là thích tiệm tóc này. Và đây là một nơi mà rất là nhiều. Mỗi lần qua đây là đều tới đây để cắt tóc, tại vì mấy anh ở đây biết chú ý vụ muốn tóc của phải ra sao. Người đẹp cần làm đẹp hãy đến Le Brian Salon. Nghệ sĩ kịch hài Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị vợ bi hài kịch xã hội, mẹ và người tình. Sau đây là một trích đoạn của vợ bi hài kịch thật xuất sắc này. Mẹ xin lỗi các con.
rồi mẹ làm một cái điều chưa bao giờ mẹ làm. Mẹ đứng ngoài cửa, dình nghe các con nói chuyện về mẹ, để mẹ hiểu được là các con nghĩ gì về mẹ, nói gì về mẹ, và làm những gì trẻ để đối kháng với mẹ. Qua. Nhưng mẹ phải hiểu, gia đình mình là gia đình danh giá. Bao nhiêu năm nay chúng con gìn giữ, bây giờ mẹ làm thế mẹ phá hết rồi. Mà con cũng không thể nào hiểu được, có một cái đám cưới mà cô dâu 60 tuổi đầu mặc xoa rê trắng. Một chút. Mày hơn đã biết. Ba mẹ mày. Tao mà như mày đấy mày, lấy một khẩu súng bắn vào thắt đầu chết mẹ đi. Mày về đây làm gì? Mà ăn bám vợ chồng tao à? Hả? Hả? Mà mày hơn tao cái gì? Mày hơn tao cái gì? Hả? Đúng rồi, nó hơn cái chân què. Ôi trời ơi, chết nhá, chết nhá. Có một buổi chiều, có một con người bị hai con người đánh nhật không ra con người. Một thằng cầm bút oánh như một thằng cầm súng, và một thằng cầm súng oánh đúng là thằng cầm súng. Ôi. Bố ơi bố, bố mở mắt ra mà xem kìa. Anh em nhà người ta đánh nhau đầu rơi máu chảy, huynh đệ thương tàn. Mày, tao nói cho mày biết nha, loại như mày ấy, tao nghĩ lấy tụi mày mà. Vì chạy xe, nhá chí ai về vì chạy xe. Spy vậy. Chưa hả mẹ? Từ trước đến bây giờ tôi chưa bao giờ làm việc gì mà không hỏi xin ý kiến các anh các chị. Tôi chưa bao giờ tự ý làm điều gì nếu không thông qua thế nào của gia đình. Lần này tôi có xin với các anh các chị cho tôi nốt thời gian còn lại của tôi. Nếu các anh các chị không đồng ý thì thôi, cứ nói với tôi một tiếng. Sao sau lưng tôi lại đối xử với tôi như thế? Bây giờ các anh các chị nói cho tôi biết với, tôi phải làm gì để vừa lòng mọi người? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi làm gì bây giờ? Tôi làm gì? Mẹ ơi, con xin mẹ. Đây là một vở kịch thật éo le và cảm động, nói về một người mẹ sau khi chồng mất đã một mình nuôi con cho đến khi khôn lớn, và bà đã gặp lại người tình thổ xưa. Nhưng trước sự phản đối của những người con trong gia đình, người mẹ này có thể bước thêm một bước nữa hay không? Chi tiết liên lạc trung tâm Thúy Nga 714 89.